Xin chào quý vị và các bạn. Kỳ họp Quốc hội lần này có thể nói là có khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay ạ. Vâng, dự kiến thì Quốc hội sẽ thông qua 15 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 13 dự thảo luật. Thông tin chi tiết cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có ở trong tài chính doanh trưa này. Thưa quý vị, sáng nay kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã chính thức được khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Dự kiến thì Quốc hội sẽ thông qua 15 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến vào 13 dự thảo luật, trong đó có nhiều luật quan trọng liên quan đến kinh tế. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung các văn bản luật sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, điều chỉnh các mặt của đời sống kinh tế xã hội, đảm bảo quyền con người và phục vụ phát triển đất nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Báo cáo cho thấy, dù còn nhiều khó khăn khi phải ứng phó với thiên tai và những biến động bên ngoài, nhưng nhìn chung, kinh tế xã hội 9 tháng năm nay vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Ước cả năm có 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 578,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3%. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, thị trường lao động phục hồi tích cực. Chính phủ cũng đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc phát sinh, phát động nhiều phong trào thi đua. Trong đó có phong trào 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trong năm 2025. Kinh tế 9 tháng năm nay đã có nhiều khởi sắc theo báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội. Trong đó, riêng quý 3 năm nay thì tốc độ tăng trưởng GDP đã đạt 7,4%. Đây là kết quả tích cực nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt, ngay sau cơn bão số 3, thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết 143 để nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát tốt lạm phát. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP của 9 tháng đầu năm nay đạt 6,82%. Và nếu như mà nhìn vào biểu đồ bên cạnh tôi đây thì có thể thấy rằng ngoại trừ những năm mà chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tức là trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến 2023, thì tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng của các năm trước đại dịch đều rơi vào khoảng từ trên 5 cho đến trên 7%. Điều này cho thấy rằng với mức độ tăng 6,82% của 9 tháng đầu năm nay thì nền kinh tế của Việt Nam đã phục hồi và quay trở lại với quỹ đạo tăng trưởng như trước đại dịch COVID-19. Khu vực công nghiệp và xây dựng là điểm sáng của 9 tháng qua. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,76%, cao hơn nhiều so với mức 1,94% của cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là đối với ngành may và ngành da giày thì Việt Nam chúng ta tận dụng được rất là tốt các cái lợi thế của nước ngoài, như là xung đột ở Bangladesh thì các cái đơn hàng về ngành may và ngành da giày thì cũng đã được chuyển rất nhiều cho các doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất. 9 tháng đầu năm, nước ta thu hút được 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Niềm tin của khối doanh nghiệp này cũng tăng đáng kể. Kết quả khảo sát gần đây nhất của Eurocharm cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp được hỏi tin rằng tình hình kinh tế vĩ mô sẽ có sự cải thiện trong quý tư. Có những cái chính sách mới được ban hành và nó tạo ra một cái động lực và một cái sự lạc quan nhất định cho các doanh nghiệp châu Âu. Chúng tôi lấy ví dụ như là chính sách về điện và năng lượng chẳng hạn. Tổng cục Thống kê đánh giá, với bức tranh chung của 9 tháng đầu năm, vẫn còn dư địa để chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 7%. Đặc biệt là đầu tư công của chúng ta sẽ thông thường thì sẽ được đẩy mạnh vào cuối năm, cũng như là rất nhiều các cái hoạt động dịch vụ về vui chơi giải trí, rồi phục vụ cho xuất khẩu của chúng ta thông thương với nước ngoài và các cái đơn hàng cũng sẽ đẩy mạnh khi mà vào những cái dịp cuối năm lễ Tết Noel.
tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là một trong 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ đặt ra. Trong đó tập trung đẩy mạnh, tạo đột phá giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 95%. Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nền kinh tế. Mới đây nhất thì số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại trong quý 3 của năm 2024, mặc dù là tiêu dùng và sản lượng công nghiệp đã vượt qua dự báo, sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản vẫn là bài toán khó đối với Bắc Kinh khi mà họ nỗ lực đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5%. Chính quyền đã bắt đầu đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế, nhưng mà liệu điều đó có đủ để vực dậy nền kinh tế hay không? Trong quý 3 năm 2024, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,6%, thấp hơn so với mức 4,7% của quý 2, theo số liệu chính thức. Mặc dù con số này cao hơn dự báo 4,5% của các chuyên gia, nó vẫn cho thấy một sự giảm tốc rõ rệt so với quý đầu tiên của năm. Đặc biệt là lĩnh vực bất động sản đang trở thành rào cản lớn đối với tốc độ phục hồi của nền kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục ổn định và phục hồi trong quý cuối năm, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Ông Sheng cũng cho biết GDP tăng trưởng 5,3% trong quý 1, 4,7% ở quý 2 và 4,6% ở quý 3. Tuy nhiên trên cơ sở quý thì tăng trưởng chỉ đạt 0,9% trong quý 3, là một con số đáng báo động. Bên cạnh đó, mặc dù tình hình trên thị trường lao động vẫn ổn định, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3 đã tăng lên 5,2% do tác động mùa vụ của các sinh viên đại học mới ra trường. Điều này cho thấy một thách thức tiềm tàng đối với khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Lĩnh vực bất động sản vốn là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, cũng đang trong tình trạng suy giảm liên tục. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng suy giảm này cũng đã chậm lại. Từ tháng 1 đến tháng 9, mức độ suy giảm đã được thu hẹp đáng kể, với tỷ lệ giảm tới 2,3% so với quý 1. Chính sách liên quan tới bất động sản đang dần phát huy hiệu quả, đưa thị trường trở về trạng thái ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế. Với nhiều biện pháp kích thích kinh tế đã được đưa ra, từ việc cắt giảm lãi suất đến tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, Bắc Kinh vẫn còn nhiều công việc phải làm để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh nhiều bất ổn vẫn tồn tại trong lĩnh vực bất động sản và thị trường lao động. Giá nhà tại Trung Quốc thì vẫn tiếp tục giảm trong tháng 9 2024, bất chấp nhiều nỗ lực kích thích từ chính phủ. Cụ thể thì giá nhà mới giảm 0,71% so với tháng trước, trong khi nhà đã qua sử dụng thì giảm tới 0,93%. Các biện pháp mới nhất của Bắc Kinh bao gồm tăng hạn mức cho vay lên 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 571 tỷ đô la Mỹ, và đề xuất cải tạo 1 triệu ngôi nhà thì vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy giảm này, ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, trong đó 70% tài sản hộ gia đình là bất động sản. Vâng, còn với thị trường bất động sản trong nước thì như chúng tôi cũng đã đưa tin trong chương trình Tài chính Kinh doanh sáng nay là quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở tại 3 phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội vào cuối tuần qua. Sau 14 tiếng cho đến tận nửa đêm ngày 19 tháng 10, trải qua nhiều vòng trả giá, cuộc đấu giá mới kết thúc với lô trúng cao nhất lên tới hơn 262 triệu đồng một mét vuông, tức là cao gấp 8 lần mức giá khởi điểm. Vậy các lô đất này có điều gì đặc biệt mà giá chúng lại cao như vậy? Ghi nhận của VTV Money. Lô đất có giá trúng cao nhất thuộc khu Đống Đanh, Đồng Cộc, phường Phú Lương, quận Hà Đông, với mức hơn 262 triệu đồng một mét vuông, tức là tổng giá trị lô đất vào khoảng 15 tỷ đồng. Mức giá này ngang với giá nhà đất trong ngõ ô tô vào được ở quận trung tâm Hà Nội. Có thể là một người nào đó họ rất là thích cái lô này và họ có thể lấy bằng được. Chứ còn nếu cái giá này thì tôi thấy là nó hơi đặc biệt một chút. Đấy, nó cũng hơi cao so với thị trường. Cuộc đấu giá đất có hơn 200 khách hàng tham gia. Các lô đất dao động từ 49 đến 72 mét vuông. Giá khởi điểm từ 22,8 đến 32,2 triệu đồng một mét vuông. Tương đương khoản đặt cọc từ 222 đến 436 triệu đồng một thửa. Đây là mức giá được xác định theo quy định của Luật Đất đai 2024. Dù mức giá khởi điểm này đã cao hơn so với các phiên đấu giá trước tại huyện Quốc Oai, Thanh Oai, Hoài Đức, nhưng theo nhiều người tham gia, mức giá này vẫn rất thấp so với thị trường, khiến giá chúng bị đẩy lên cao. Giá khởi điểm sẽ thấp, thì cọc ít thì mọi người đấu cái giá trị nó không được thực tế. Vì tôi muốn, ý kiến của tôi, cá nhân của tôi là muốn để cái giá khởi điểm cao lên, cọc cũng to lên. Và như thế thì người tham gia đấu giá về cái giá thực tế hơn, của cái giá trị của đất hơn. Theo quan sát,
Ngay khi thửa đất nào có kết quả chung đấu giá, bên ngoài khu vực đấu, nhiều lô đất cũng đã được giao bán ngay với hình thức ủy quyền công chứng. Đến khi sổ đỏ được cấp thì được sang tên cho người mua chính thức. Với cuộc đấu giá đất này, người chung đấu giá có 3 tháng để nộp tiền và sau đó là thời gian hoàn thiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận. Thưa quý vị, thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ trong năm 2024 đã tăng lên mức 1.830 tỷ đô la Mỹ, chạm mức cao nhất kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí lãi vay nợ công tăng cao lên đến gần 30%, cùng với việc tăng chi cho an sinh xã hội và quốc phòng vượt xa mức tăng thu từ thuế. Chia sẻ với báo giới khi công bố số liệu ngân sách mới nhất, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới thì đã duy trì được đà hồi phục trong năm 2024. Bằng nợ công thì vẫn là mối quan tâm chính của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo các chuyên gia thì trong tương lai, bức tranh tài chính của Mỹ thì vẫn còn nhiều biến động, chưa rõ ràng. Thâm hụt quá lớn thì có thể gây khó khăn cho kế hoạch chi tiêu của cả hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Khi các cam kết từ hai ứng cử viên này về các chính sách giảm thuế và chi tiêu mới thì có thể khiến cho thâm hụt ngân sách liên bang tăng thêm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Và trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Kristalina Georgieva kỳ vọng là các ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Kamala Harris thì đều sẽ có cách tiếp cận rất là thực tế đối với IMF và Ngân hàng Thế giới. Ai sẽ là người dẫn dắt nước Mỹ? Có lẽ là câu hỏi lớn nhất của các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu khi tụ họp tại Washington vào tuần này để tham dự các cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới. Câu hỏi này ngày càng được quan tâm hơn khi cuộc tranh cử giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris diễn ra ngày càng quyết liệt. Còn Tổng Giám đốc IMF bà Georgieva lại chia sẻ quan điểm lạc quan về kết quả bầu cử tiềm năng của Mỹ. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với chính quyền Mỹ và trải nghiệm đều rất tích cực, bao gồm cả chính quyền cựu Tổng thống Trump. Nước Mỹ rất thực tế và luôn có thái độ có thể làm được. Họ đòi hỏi cao và tôi thích điều đó. Bà Georgieva đã làm việc với chính quyền ông Trump với tư cách là Tổng Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới vào năm 2018 để đạt được khoản tăng vốn 13 tỷ đô la. Và sau đó với tư cách là người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF với nhiệm vụ cứu trợ các nền kinh tế gặp khó khăn sau COVID-19. Tổng Giám đốc IMF bày tỏ lạc quan về các chính sách kinh tế của Mỹ sau cuộc bầu cử sắp tới khi nhận định Nhà Trắng luôn cho thấy thái độ tiếp cận thực tế trong vấn đề kinh tế. Theo bà, Mỹ đang đối phó tốt với các thách thức kinh tế. Tuy nhiên, nợ công có thể tiếp tục tăng lên đáng kể do tăng trưởng kinh tế yếu, điều kiện tài chính thắt chặt, sự không chắc chắn ngày càng lớn về chính sách tài khoá và tiền tệ trong các nền kinh tế có tầm quan trọng hệ thống như Mỹ và Trung Quốc. Thông tin vừa rồi đã khép lại tài chính doanh trưa này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.